Xin chào bạn, tôi là Ngọc Hân, là người quản lý sản phẩm của trang bán ảnh trực tuyến CuraSoc24h.com à, Thưa các bạn, hiện nay thì uh, trong uh, cuộc sống của chúng ta, uh, về cái tiêu chí sức khỏe con người luôn đặt lên hàng đầu đúng không ạ? Các bạn có sức khỏe sẽ có tất cả đúng không ạ? Chúng ta sẽ được vui chơi cùng gia đình, chúng ta cũng được vui chơi cùng bạn bè cũng như là được tận hưởng cuộc sống đúng không ạ? và làm thế nào để chúng ta luôn được khỏe mạnh thì hiện nay à, đang có rất nhiều những cái thực phẩm chức năng à, hỗ trợ cho sức khỏe của các bạn vì sao ạ vì thông thường thì chúng ta có thể ăn uống có thể à, dùng nhiều cách để để bồi bổ cho cơ thể chúng ta nhưng cũng có những cách mà à, ví dụ như ăn uống không phải là người nào người ta cũng hấp thụ được hết tất cả những cái dưỡng chất của thực phẩm vào cơ thể chính vì vậy mà họ phải dùng thêm những cái biện pháp hỗ trợ bằng thực phẩm chức năng và có những cái thực phẩm chức năng có giá trị rất tuyệt vời đối với sức khỏe con người nó còn giúp hỗ trợ điều trị bệnh đúng không ạ như là viên an cung nghiêu hoàng hoàn của hàn quốc đây ạ à, vâng đây chính là sản phẩm của tôi muốn nói tới và các bạn cũng biết rằng hiện nay ở uh, hàn quốc thì đang có thịnh hành ba loại an cung đó là loại hộp màu đỏ tổ yến như tôi có sản phẩm ở đây và loại màu xanh hộp màu xanh và loại hộp màu vàng thì cái thành phần của nó có đôi chút khác nhau nhưng cái công dụng của nó thì cũng cũng có những cái khác nhau các bạn thấy là tại sao tôi lại muốn chia sẻ với các bạn về cái sản phẩm Uh, viên an cung ngưu hoàng hoàn. Và vì sao tôi lại muốn chia sẻ những cái thông tin về viên an cung ngưu hoàng hoàn màu đỏ tổ yến này của Hàn Quốc cho các bạn. Thì các bạn cũng biết là uh, chính cái thành phần tổ yến nó là nó làm nên cái sự khác biệt nó uh, nó làm cho viên an cung màu đỏ này, hộp đỏ này là cái viên mà có cái tác dụng tốt nhất trong số ba loại an cung của Hàn Quốc. Vâng và những cái tác dụng uh, của viên An cung thì mọi người đều biết rồi đúng không ạ? Uh, nó giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ và những cái di chứng của uh, những cái di chứng bệnh sau đột quỵ như là bị uh, tai biến méo mồm này hay là uh, nói ngọng nói lắp này mất khả năng ngôn ngữ đúng không ạ? hay là bị liệt nửa người hay liệt toàn thân thì viên ăn cung uh, như hoàng hoàn màu đỏ này đặc trị rất là tốt và uh, viên ăn cung yêu hoàng hoàn này còn hỗ trợ điều trị uh, những cái bệnh như là cao huyết áp. Uh, các bạn có thể thấy là uh, chúng ta huyết áp cao là cái một cái, uh, một cái bị bệnh rất là nguy hiểm đối với uh, tính mạng. Nếu như chúng ta để uh, không thể kiểm soát được huyết áp đúng không ạ? Uh, các bạn có thể thấy dẫn đến là À, những cái bệnh như xuất huyết não hay là những cái bệnh uh, tai biến đột quỵ là do huyết áp cao đúng không ạ vậy thì viên ăn cung như hoàng hoàn này giúp chúng ta uh, để chữa uh, huyết áp cao rất là tốt ạ vâng và những cái bệnh như là bị rối uh, loạn nhịp tim uh, tim đập nhanh hay là đánh trống ngực thì đấy là những cái uh, bệnh mà nhờ cái tác dụng của viên ăn cung nghiêu hoàng hoàn màu đỏ tổ yến này à, giúp cho bệnh tình thuyên giảm đúng không ạ và tại sao viên ăn cung nghiêu hoàng hoàn này lại có cái tác dụng như vậy vì là cái, các cái thành phần cấu tạo nên viên ăn cung nghiêu hoàng hoàn này là những cái thảo dược rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta vâng à, nó có tính dược tá rất là cao ạ vâng và nó giúp nó là những cái thành phần mà trong thuốc trong não kỳ à, kỳ tử uất kim, đấy là những cái thành phần mà không thể thiếu của viên ăn uh, cung như hoàng hoàn màu đỏ. tổ yến này ạ. Vâng. Và hiện nay thì một cái hộp, uh, hộp viên ăn cung gồm có 10 10 hộp nhỏ ở trong và mỗi hộp là có một viên, tức là một cái hộp như thế này là có 10 viên ăn cung uh, giúp cho chúng ta cơ thể của chúng ta khỏe mạnh và phục hồi sau tai biến thì CuraSoup24h.com uh, đang uh, đưa ra thị trường với một cái giá hết sức ưu đãi đó là 1 triệu 600 ngàn và các bạn có thể thấy là uh, để mua một cái sản phẩm chính hãng uh, viên an cung như Hoàng Hoàn của Hàn Quốc các bạn chỉ phải bỏ ra 1 triệu 600 ngàn để chúng ta có thể bảo đảm được là À, chúng ta có sức khỏe tốt này chúng ta có thể hỗ trợ chữa những cái bệnh à, không mong muốn những cái bệnh mà bệnh lý rất là nặng nếu như mà chúng ta để nó bị kéo dài đúng không? À, shop 24 h com với cái kinh nghiệm bán hàng lâu năm chúng tôi luôn luôn đề cao về chất lượng của sản phẩm à, luôn luôn cam kết về hàng à, sản phẩm của chúng tôi với người tiêu dùng đó là hàng chính hãng. À, không có hàng giả, hàng nhái hay hàng kém chất lượng. Chúng tôi với phương châm bán hàng chất lượng nó uy tín, à, luôn có những cái cam kết đồng hành cùng với người sử dụng. À, các bạn trong suốt quá trình sử dụng à, sản phẩm của chúng tôi đều có à, quyền gọi điện tới để được tư vấn hỗ trợ à, một cách cụ thể về sản phẩm cũng như về cách dùng hay là à, các bạn à, có thể à, kiểm tra hàng trước khi trả tiền và các bạn cũng có quyền lợi đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu như các bạn có bất kỳ cái thắc mắc gì về sản phẩm cũng như là chúng tôi cam kết hoàn tiền 100% đối với bất kỳ các sản phẩm nào mà các bạn uh, chứng minh được là hàng của chúng tôi là hàng không chính hãng hàng giả hàng nhái hay là hàng kém chất lượng vâng à, trên đây tôi vừa mới chia sẻ với bạn một số cái thông tin về viên ăn cung nghiêu hồng hoàn tổ yến màu đỏ của Hàn Quốc à, để biết thêm thông tin chi tiết mời các bạn truy cập vào trang web corasup 24 h com com à, các bạn có thể đặt hàng à, trực tiếp trên trang web phần dưới mô tả của video có đường link để đặt hàng các bạn đều rất dễ dàng để đặt hàng ở đó hoặc các bạn có thể gọi điện tới số 0979 149256 hoặc là chat Zalo với chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ tư vấn một cách cụ thể và uh, kỹ lưỡng nhất đối với các bạn. Uh, vâng cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.